Xin chào tất cả các anh chị, và bây giờ chúng ta cùng đi một vòng dự án Swan Bay nằm trên đảo Đại Phước nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi theo cái trục đường này. Trục đường này là trục đường 60m nối từ cầu Đại Phước vào dự án Swan Bay. Phía bên phải mình đó chính là phân khu Zone 8. Phân khu Zone 8 có tên gọi là Marina Village. Phân khu Zone 8 của chúng ta gồm có số lượng căn là 396 căn. Chúng ta đã triển khai từ năm 2017 cho đến nay. Và hiện nay phân khu Zone 8 có mức độ lấp đầy trung bình khoảng chừng 16%. Số lượng khá là ổn. Và cư dân về ở như vậy thì chúng ta sẽ tính bao gồm những căn đã hoàn thiện nội thất và những căn đang cho thuê, nghĩa là đang ở. Và bây giờ chúng ta cùng vào phân khu Zone 8 để chúng ta cùng xem nhé. Khi ra vào thì chúng ta sẽ có cái cổng cũng như là cái barrier để mà kiểm soát an ninh ra vào ở tại khu vực này. Chính vì như vậy, cư dân, những anh chị chúng ta đi tham quan thì chúng ta hoàn toàn an tâm là sau này chúng ta ở trong một khu dân cư hoàn toàn là an ninh, cảnh báo an ninh 24/7 để phục vụ cho các anh chị chúng ta tốt nhất. Và hiện nay trục đường mà chúng ta di chuyển có chiều rộng là 12m và hai bên lề đường là những căn biệt thự song lập và những căn nhà phố. Bên phải mình đây, đó chính là những căn nhà phố các anh chị. Những căn nhà phố thì chúng ta sẽ có diện tích ngang 7 dài 17, xây dựng là 1 trệt 2 tầng. Và giá gốc của những căn nhà phố này thì có một số anh chị chúng ta thắc mắc, thì trong clip này Tấn chia sẻ cho các anh chị chúng ta luôn, là những căn nhà phố này chúng ta sẽ có giá gốc đâu đó là tầm khoảng chừng 2.8 tỷ một căn. Và hiện nay có giá chuyển nhượng thấp nhất là 7.8 tỷ một căn, và còn lại là giá trên 8 tỷ. Còn phía bên trái mình là những căn biệt thự song lập có diện tích ngang 10 dài 20, xây dựng cũng là 1 trệt 2 tầng. Và chúng ta có giá bán đâu đó rơi tầm khoảng chừng 14 cho đến 15 tỷ một căn. Và đây chính là một phân khu được xem là khá là thích hợp cho những anh chị mua để ở hiện nay bây giờ. Nhà được thiết kế khá là thông thoáng, công viên cũng như là đường xá được kết nối thông với nhau. Gồm có 396 căn, tuy nhiên mặt độ xây dựng ở tại phân khu Zone 8 này khá là thấp, rồi tầm khoảng chừng 25% thôi các anh chị, còn lại là cây xanh cũng như là công viên. Có những cô lao công thì hàng ngày dọn dẹp ở khu sân vườn như là đường xá. Chính vì như vậy lúc nào cũng sạch đẹp như các anh chị chúng ta đang xem. Phía bên trái mình thì có một căn đang làm hoàn thiện nội thất rồi nè các anh chị. Còn phía bên phải là cũng có rất là nhiều anh chị chúng ta đã dọn về đây ở rồi. Trước nhà có xe ô tô cũng như là phía bên trong thì có hoàn thiện nội thất để ở. Ở đây này cũng là một căn đang hoàn thiện nội thất này các anh chị. Trong thời gian sắp tới dự kiến là ngày 30 tháng 4 năm 2025 thì chúng ta sẽ có cái đường vành đai 3, có cầu Nhân Trạch bắc ngang qua địa phận của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là kết nối với lại Nhân Trạch, thì cái việc di chuyển của chúng ta khá là thuận tiện. Đâu đó là tầm khoảng chừng 15 cho đến 20 phút là chúng ta về lại địa phận của thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì như vậy, dự án này nếu mà vào mặt di chuyển thì trong thời gian sắp tới sẽ khá là thuận lợi cho các anh chị chúng ta hay thường xuyên lên thành phố Hồ Chí Minh đi làm, hoặc là trường hợp mà các anh chị chúng ta lên xuống thì nó cũng khá là thuận lợi. Còn đối diện đây đó chính là những căn biệt thự đơn lập và những căn dinh thự ở tại phân khu Zone 8. Thì những căn dinh thự cũng như là biệt thự đơn lập của những căn ở tại phân khu Zone 8 mà cái mà chúng ta vừa mới xem á, thì được xây theo phong cách kiểu Pháp, và hiện nay
xíu nữa Tăng sẽ vào phân khu zone 4 cho các anh chị chúng ta xem về cái mẫu này, thì cũng tương tự như ở tại phân khu zone 4 thôi. Cái trục đường này là trục đường 30m các anh chị, chúng ta sẽ kết nối từ tất cả những phân khu với nhau, ví dụ như là phân khu zone 6, zone 8, zone 5, zone 4 bên cái trục đường này. Phía bên phải mình đó chính là cái khu tiện ích gồm có sân đá banh này, sân tennis, khu hồ bơi, khu cắm trại camping, khu phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em. Và bây giờ chúng ta đang di chuyển trên trục đường 30m và hai bên đó chính là phân khu zone 5 và phân khu zone 4. Phân khu zone 4 có tên gọi là Sun Bay Le Maison. Phân khu này gồm có 37 hecta đã triển khai từ năm 2018 và hiện nay cũng đã bàn giao nhà và cư dân về ở tầm khoảng chừng 15%. Gồm có 3 loại sản phẩm chính. Thứ nhất là những căn biệt thự song lập ở phía bên phải như các anh chị chúng ta xem, những căn biệt thự song lập. Còn những căn biệt thự đơn lập thì sẽ có diện tích đâu đó rơi tầm khoảng chừng 320m², có những căn gấp thì 378m². Thì giá chuyển nhượng hiện nay dao động từ hiện nay giá giao dịch chuyển động giao dịch dao động ở tầm khoảng chừng 10.5 tỷ cho đến 20 tỷ một căn. Giá tăng 30% đến 40% so với thời điểm này vào năm ngoái. Và chúng ta cùng vào phân khu zone 4 để chúng ta xem nhé. Chúng ta vào cái khu trước các anh chị. Hiện nay có một số anh chị cũng đang ký gửi bán lại. Những căn vị trí khá là đẹp, theo Tấn nhận định thì có thể đầu tư được. Bây giờ chúng ta cùng vào phân khu zone 4 nha. Các anh chị chúng ta đang thấy đây đó chính là những căn biệt thự song lập có diện tích ngang 8x20, 160m², xây dựng một trệt 2 tầng, có giá bán từ 10.5 tỷ cho đến 12 tỷ một căn. Tiếp theo là những căn biệt thự đơn lập. Đơn lập thì có diện tích ngang 16 dài 20m, diện tích tổng là 320m² và có giá bán hiện nay đâu đó tầm khoảng chừng 7 tỷ cho đến 20 tỷ một căn. Đây là căn biệt thự đơn lập vừa rồi Tăng bán này các anh chị, là căn này hiện nay cũng đang làm nội thất rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào zone 5 nha các anh chị. Zone 5 của chúng ta gồm có 332 căn,
có tên gọi là Garden Villa, triển khai cũng khá là lâu rồi, và phân khu zone 5 mà tất cả đã có sổ. Sổ hồng sở hữu lâu dài bao gồm nhà và đất. Diện tích đất bên này thì diện tích từ 300 cho đến 357 m². Xây dựng thì có hai dạng, một là biệt thự song lập, hai là biệt thự đơn lập. Song lập thì có diện tích từ 300 m² đến 309 m². Và những căn đơn lập thì có diện tích trung bình khoảng chừng 357 m². Và diện tích sàn xây dựng nữa tầm khoảng chừng 200 m² các anh chị. Và những căn đơn lập thì tầm khoảng chừng 300 m². Và những căn biệt thự ở tại Swan Bay ở phân khu zone 5 này á, thì sẽ có giá từ 16 tỷ rưỡi cho đến 25, 26 tỷ một căn. Và có một vài căn khách hàng ký gửi và đã có sự tăng giá nhẹ so với thời điểm cách đây 2 tháng về trước. Còn phía bên phải mình đó chính là phân khu zone 6 có tên gọi là Swan Bay Low Center, và chúng ta cùng xem một vòng nhé. Ở phân khu zone 6 đặc trưng đó chính là căn hộ, và chúng ta có hai cái trường quốc tế Singapore. Ở bên này đã xây dựng trường quốc tế xong rồi, tuy nhiên thì vẫn chưa có tuyển sinh, và sắp tới đây thì sẽ xây dựng thêm một cái trường kế bên nữa, cũng là trường quốc tế Úc luôn. Về phân khu zone 4, zone 5 và zone 6, đặc biệt là zone 8 thì Tấn có chia sẻ cho các anh chị chúng ta là như vậy. Thì khi mà các anh chị chúng ta xem thì có thắc mắc gì thì các anh chị cứ liên hệ đến Tấn, Tấn hỗ trợ cho các anh chị nhé. Lần này anh chị mua để ở từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Căn này vị trí quá đẹp luôn. Đây, các anh chị chúng ta xem, Tấn bán toàn những căn có vị trí đẹp không à. Cho nên là anh chị chúng ta đi xem thì các anh chị cứ an tâm, là Tấn sẽ cập nhật cũng như là tư vấn các anh chị những căn ở vị trí đẹp và giá tốt nhất ở tại khu vực này cho các anh chị mua ở, mua để đầu tư nhé. Vì đất khá là hạn hẹp, hiện nay cái dự án mà có pháp lý đầy đủ rõ ràng nó thực sự là khá là khan hiếm. Bây giờ chúng ta cùng xem mấy căn dinh thự thì có diện tích này như thế nào nhé. Dinh thự này cũng đang có 3 căn đang bán ở dãy này. Căn số 1, số 3, số 5. Rất là đẹp luôn. Có diện tích ngang 20, dài 27 m, 540 m² cho những căn dinh thự một trệt và một lầu. Số căn là đang ở đâu các anh chị? Chúng ta xem nha. Đây, căn dinh thự mà khách hàng gửi Tấn thì nằm ở đối diện công viên đây. Phân khu zone 4 của chúng ta thì có công viên rất là bự, nằm ở trong phân khu 4.3. Vị trí số căn thì cũng rất là đẹp, nằm ở trục đường này các anh chị. Và phân khu zone 4 của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái khu clubhouse
Và riêng phân khu 4.3 thì chúng ta có clubhouse riêng cho phân khu này, cho một cái cổng này. Chúng ta đi một vòng ngay chỗ cái khu clubhouse này nha. Bên trong này thì có hồ bơi nè, có sân, có cái visa bilac, vừa chơi trẻ em đầy đủ. Đối diện của mình là công viên phía bên này. Xuống chụp cái hình cho chị người mua căn của mình ở đây, chụp cho chị thấy là căn này đang làm hoàn thiện này.